quả cam ấy, nó chín, nó căng bóng và nó tròn quả. Và những cái quả bên trên nó không còn bị xanh nữa, là chỉ khoảng tầm được 70% là thu hoạch được. Theo tôi thì đây nó cũng là một cái bước tiến cho riêng hợp tác xã Hà Phong và cũng là cái chung của huyện Cao Phong. Vì khi mà đã vào được cái thị trường khó tính, sản phẩm của huyện Cao Phong chúng tôi sẽ được khẳng định cái thương hiệu và cái chất lượng để đáp ứng khách hàng tiêu dùng.